Viện trưởng. Tiểu Điền, sức khỏe của cô không có vấn đề gì rồi, chỉ là tinh thần không được tốt. Nhớ kỹ, nhất định phải ăn thật ngon, như vậy sức khỏe mới nhanh hồi phục, hiểu chưa? Cảm ơn viện trưởng, tôi hiểu rồi. Được, cứ nghỉ ngơi đi, tôi đến phòng bệnh khác. Phim được thuyết minh bởi Hoa Thành Phim Việt Nam. Chúc các bạn xem phim vui vẻ. Có hay không? Nhớ ra anh là ai chưa? Vậy nhớ ra bản thân là ai chưa? Vỗ tay anh xuống, tuyệt đối không được nhớ lên, được không? Có. Tuệ tử, anh là anh trai của em đi. Anh sẽ không làm hại em đâu. Lần này anh đến để nói với em, nếu em thích Nhậm Trọng Nghị thì em phải theo đuổi cậu ta, cạnh tranh với Nhược Tư. Còn nữa, đừng hành hạ sức khỏe của mình, hiểu chưa? Bác sĩ Điền, đến giờ uống thuốc rồi. Bác sĩ Điền ngủ rồi, để cô ấy nghỉ ngơi đi. Được. Mạnh lên. Kỹ thuật đâm đầy khá tốt. Anh à, đại ca, anh xem kìa. Điền Quệ, viện trưởng, có lẽ tiểu Điền đang trong hồi phục trí nhớ, nhớ lại những việc đáng sợ đã qua. Bên cạnh lại không có người thân để giải bày. Nếu không kịp thời điều chỉnh, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Là tại tôi chăm sóc cô ấy không tốt. Có cách nào giúp cô ấy nhanh chóng nhớ lại không? Tốt nhất là để cô ấy sống trong một gia đình ấm áp, sống ở đó một khoảng thời gian, nói chuyện nhiều với người cô ấy tin tưởng. Đừng để cô ấy nghĩ linh tinh một mình. Như vậy sẽ rất nhanh hồi phục. Được, cảm ơn viện trưởng. Tôi đi trước. Được. Anh đến rồi à? Sao rồi? Cô ấy vẫn khó chịu. Điền Quệ, anh muốn bàn bạc với em một chuyện. Chuyện đến nhà anh ở có được không? Em đến nhà anh ở có tiện không? Có gì mà không tiện? Để cho anh chăm sóc em chu đáo. Em nhớ là sau này nhà anh chính là nhà của em. Về nhà ở đi. Minh Minh, chú. Nào, xem chú mua gì cho cháu này. Minh Minh, võ tướng. Cháu cảm ơn chú, tặng cháu này. Cầm lấy xem đi. Cháu cảm ơn, mở ra mà xem. Có thích không? Ngươi là ta, ta là Triệu Tử Long của Trường Sơn. Ngươi là ai? Ta là Nhạc Phi. Hữu Tử, đại tướng Triệu Tử Long của Tam Quốc, còn Nhạc Phi là nguyên soái của Triều Tống. Sao mà gặp nhau được?
Vậy nào, xem, để chú xem. Thứ ta là đại tướng Tào Doanh. Nhìn giáo đi, đừng có chạy. Đây đây đây, còn chạy hả? Tiểu Điền, chúng ta không phải người ngoài, sống ở đây đừng câu nệ quá. Đúng vậy. Về sau ở đây, muốn làm gì thì làm, muốn ăn gì thì tự đi làm. Cảm ơn chị. Bây giờ em đừng nghĩ chuyện gì cả. Lát nữa ăn cơm xong thì ngủ một chút thật ngon. Anh à, bây giờ em đúng là rất buồn ngủ, nhưng em không dám nhắm mắt lại. Vừa nhắm mắt thì kẻ xấu đó sẽ xuất hiện. Anh ấy cứ uy hiếp em. Không sao, có anh ở đây. Nhưng kẻ xấu đến, anh đánh hắn cho chạy mất. Điền Huệ, kẻ xấu này rốt cuộc lai lịch ra sao? Em có nhớ lại được điều gì không? Chị, chúng ta tạm thời đừng nhắc đến chuyện này nữa. Chúng ta đi nấu cơm đi. Được rồi. Để em đi làm. Em cứ ngồi đây nghỉ ngơi cho tốt đi. Về sau đúng là em phải nấu đấy. Cơm em nấu ngon lắm. Ý em là sao? Chê chị à? Không không, cô chủ. Thật ra con nấu cơm cũng ngon lắm. Nhưng mà nếu so với tay nghề của Tiểu Điền. Bố, hai bố con này đúng là muốn phản kháng à? Hổ tử, bố cháu làm nghề gì? Bố cháu kéo xe à? Nhìn Minh, bố cháu làm gì? Bố cháu kinh doanh à? Kinh doanh? Chú cũng làm kinh doanh. Bố cháu có nhà không? Chú muốn làm quen với bố cháu. Chưa biết chừng còn có thể cùng nhau kinh doanh. Sao? Bố cháu không có nhà. Hơn nữa, chú muốn kinh doanh với bố cháu, không phải xem bố cháu có đồng ý hay không. Cũng đúng. Minh Minh, bố cháu trông như thế nào? Bố cháu cao lớn, cao hơn chú, sống mũi cao, cao hơn chú đấy. Mắt to, cũng to hơn mắt chú. Dù sao thì trông có tinh thần hơn chú nhiều. Minh Minh, bố cháu đối xử với cháu có tốt không? Tất nhiên là có rồi. Bố cháu vừa về là sẽ mua đồ ăn ngon cho cháu, mua cả đồ chơi, còn đích thân làm cho cháu rất nhiều đồ chơi nữa. Minh Minh, sao mình chưa bao giờ thấy bố cậu làm đồ chơi cho cậu? Cái dòng sắt đó cũng do bố mình làm cho cậu. Đồ chơi mà bố mình làm cho mình đều cất cả rồi. Hôm nào đó mang ra. Được. Ta là Triệu Tử Long của Trường Sơn. Ngươi là ai? Minh Minh, mẹ đến rồi đây. Minh Minh, mẹ, mẹ ơi, cục cưng của mẹ. Nào ngồi đi con. Dì đang mua đồ chơi mới cho con à? Đẹp thế. Không phải tôi mua đâu, là chú tặng cho con. Nói mẹ nghe, là chú nào tặng con? Con không biết chú ấy, trông rất trẻ, gần đây hay đến tìm con và hổ tử. Chú ấy nói gì? Chú ấy hỏi thăm gì bố? Còn nói bố làm kinh doanh. Chú ấy nói còn muốn cùng kinh doanh với bố nữa. Chính Thu, chị Đan, em sẽ nhanh chóng thuê nhà. Đến lúc đó chị cũng chuyển đi cùng em luôn. Chị nghe em đó. Chị đừng căng thẳng, có em ở đây. Được, em phải cẩn thận đi. Em đi nha. Một tháng 1, 1993, sứ đoàn thứ 8, lữ đoàn thứ 4 của quân Nhật dưới sự viện trợ của không quân và hải quân phát động tiến công mạnh mẽ về phía trung đoàn 12 lữ chính của phía đông bắc cố thủ Sơn Hải Quan. Quân phòng thủ của Trung Quốc kiên trì chống lại, liều mạng với quân Nhật, thương vong hơn một nửa. Số báo đặc biệt ngày mùng 3, quân Nhật đã chiếm được Sơn Hải Quan trong một tuần. Quân ta thương vong 4.000, vô số nhà cửa bị phá nát. Xem báo đi, ngày mùng 3 quân Nhật đã chiếm được Sơn Hải Quan. Quân ta thương vong hơn 4.000 người, vô số nhà cửa bị phá nát. Từ xưa, Sơn Hải Quan đã có danh xưng là yếu hậu của biên giới, bức màn của bảo vệ kinh sư.
Lần này chúng ta thất bại, quân Nhật rất có thể sẽ tiếp tục xâm lược phía Nam. Bắc Bình khó mà giữ được. Vào thời điểm nguy nan này, chúng ta phải nhanh chóng đóng gói, di dời dân vật đến nơi an toàn trước khi quân Nhật tiến vào Bắc Bình. Theo như tôi biết, cấp dưới của Trương Lục Lương đang giữ vững Trường Thành, đồng thời bố trí phòng ngự ở Trường Bắc, Độc Thạch Khẩu. Quân Nhật tiến công vào chưa chắc đã thắng. Hơn nữa, Hà Ứng Khâm lại đại diện cho chính phủ quốc dân, đang tích cực làm hòa với quân Nhật. Có lẽ hai bên sẽ không đánh nhau đâu. Quân Nhật được voi đòi tiên, lòng tham không đáy. Gần đây tình thế liên tục thay đổi, không lạc quan cho lắm. Tôi nghe Quan Nghị nói, sau khi quân Nhật chiếm được Sơn Hải Quan, bây giờ bọn chúng đang nhằm vào Lương Nhiệt Hà và Sát Giáp. Quân Nhật có mưu đồ chiếm được vùng trọng lớn ngoài Trường Thành trước, rồi mới chiếm các địa điểm chiến lược trọng yếu trên tuyến phòng ngự Trường Thành. Từ đó hình thành cục diện phía Nam ép vào Hoa Bắc, phía Bắc chiếm nội Mông Cổ, tiến công ngoại Mông Cổ, tiếp tục xâm phạm tình thế chiến lược của Liên minh Xô Viết. Xem ra giả tâm của người Nhật đang ngày một lớn, khó tránh khỏi một cuộc đại chiến. Thế nên chúng ta phải nhanh chóng di dời dân vật khỏi Bắc Bình. Đúng, phòng trưởng Mã, việc di dời dân vật ra ngoài đã chịu sự phản đối mạnh mẽ của toàn xã hội. Giặc ngoại xâm đang xâm chiếm, việc cần làm là tập trung làm yên lòng dân, nếu không sẽ hứng chịu sự phản đối mạnh mẽ hơn từ xã hội, ảnh hưởng đến việc kháng Nhật, làm lay động lòng người, dẫn đến sự bất an trong lòng xã hội. Bố, đã đến lúc nào rồi? Sao bố còn có ý trái chiều vậy? Ở đây con không có quyền nói. Xin ngồi xuống, ngồi xuống. Các vị, mọi người đều hiểu rõ, chính phủ người Nhật gửi thư đe dọa và đạn cho chúng ta tình thế nguy hiểm. Chúng ta không còn nhiều thời gian nữa đâu. Viên Trấn Dịch, tôi, Quỷ Viên Chu, đại cục đã định, anh đừng có cản trở vô ích nữa được không? Vậy việc này đúng là không liên quan đến tâm ý của tôi. Tự mình hành động, hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Đúng đấy, người Nhật đúng là bắt nạt người quá đáng. Chúng ta phải liều mạng, liều mạng, liều mạng, liều mạng luôn. Làm sao mà để chúng bắt nạt được chứ? Tôi hiểu tâm trạng của các anh em, nhưng quân nhân có thiên chức là phục tùng, không có mệnh lệnh cấp trên, không ai được tự mình làm. Đội trưởng, chúng ta mất Đông Bắc, đám người Nhật này lại đốt giết cướp bóc ở gian Trường Thành, chiếm đóng lãnh thổ của chúng ta, Trung Quốc sẽ bị diệt vong mất. Đúng đấy, có bản lĩnh mà không làm gì, rốt cuộc chết đi đúng không? Đúng, đội trưởng. Dạng binh nghìn này dùng binh, chúng tôi muốn đánh giặc, đánh giặc. Đúng, đánh giặc. Nghe tôi nói, Đông Bắc đã mất, nhưng Trung Quốc sẽ không diệt vong. Sơn Hải Quan đã mất, Trung Quốc sẽ không diệt vong. Lãnh thổ đã mất, chúng ta nhất định sẽ giành lại được. Các cậu là những quân lính hàng đầu, còn nhiệm vụ quan trọng hơn đợi các cậu. Tất cả nghe lệnh, tiếp tục luyện tập, rõ? Ở đâu? Ở đâu? Nhìn Trấn Dịch bên này. Bên này. Nào, nào, từ từ, nhẹ thôi. Từ từ, cẩn thận. Cái này nhất định phải tỉ mỉ. Được, nhẹ thôi, từ từ. Cẩn thận nào. Đẹp quá. Đúng là thật. Đây là bảo vật đồng xanh thời Tây Chu đấy. Đúng vậy, ở cuối thời Thanh nó được gọi là một trong bốn quốc bảo, là danh vật quý giá trong giới khảo cổ. Bảo vật này đã biến mất rất lâu rồi, không ngờ nó lại xuất hiện vào ngày nước nhà đang nguy nan. Đúng là trong cái may có cái rủi, trong cái rủi có cái may. Viện trưởng Dịch, trưởng phòng mã, xin hai người nói cho chúng cháu biết lai lịch của nó đi. Được. Cái đĩa tản thị này được nung ở Phụng Tường, Diễm Tây và những năm đầu Càn Long, về sau vẫn luôn lưu truyền trong dân gian. Vào dịp mừng thọ hoàng đế Gia Khánh 50 tuổi, A Lâm Bảo lấy nó làm quà dâng lên cho hoàng thượng. Từ đó
ông ấy còn được phong chức tổng đô đốc Lưỡng Giang. Đáng tiếc, hoàng đế Gia Khánh không hề yêu thích đồ cổ tranh chữ nghĩa tản thị, bị cất vào trong kho của cung. Nhiều năm sau không ai biết được nó được cất ở đâu. Những năm Hàm Phong, Liêu Anh Quân Pháp thiêu cháy Dương Diên Minh, lại truyền ra tin đĩa tản thị bị hủy trong trận hỏa hoạn đó. Mọi người chỉ nói là vật này sớm đã tan thành tro. Hôm nay bảo vật quốc gia lại xuất hiện, thực sự là một việc đáng mừng với nền văn hóa Trung Quốc. Đúng vậy, không thể để bảo vật quốc gia của chúng ta bị lửa đạn thiêu cháy. Bảo vệ những bảo vật của quốc gia là trách nhiệm mà chúng ta không thể thoái thác. Đúng. Dương Tư, Đinh Dương, các cháu ghi chép nó lại, đóng thùng, tuyệt đối phải cẩn thận, bảo quản thật tốt. Cháu hiểu rồi ạ.